Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dr. Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta sẽ bước vào một cái chương mới. Đó chính là chương ung thư đại trực tràng. Đây là một cái chương rất rộng. Đại tràng, trực tràng. Và các bạn biết là đại tràng còn chia thành đại tràng phải, đại tràng ngang, đại tràng trái, đại tràng sigma. Trực tràng thì chia thành trực tràng gì? Cao, trực tràng giữa và trực tràng thấp. Đó, rất nhiều phần như thế mà chúng ta phải tóm lược trong một cái bài học thì đòi hỏi chúng ta phải tóm lược những ý chung nhất. Thế thì mục tiêu chúng ta chỉ học ba cái mục tiêu sau. Thứ nhất là làm thế nào để chúng ta biết cái cách viết một cái chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Cái mục tiêu thứ hai là làm thế nào để biện luận được một cái chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Và làm thế nào để chúng ta đưa ra được một cái kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Thì các bạn theo tôi làm như sau. Phần thứ nhất là cách viết chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Thì cái phần cách viết chung tôi đã giới thiệu ở trong cái đại cương ung thư. Thì các bạn nếu mà chưa xem, chưa nhớ, chưa hiểu thì các bạn vui lòng xem lại. Ở đây tôi lấy ví dụ chúng ta sẽ viết như sau. Ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa của đại tràng phải giai đoạn 2 CT3N0M0. Thì ở trong slide này tôi sẽ nói rõ về cái vị trí của ung thư đại trực tràng chúng ta sẽ phải làm, viết như thế nào. Thế thì đại tràng chia thành các phần sau. Phần thứ nhất là đại tràng phải hay là đại tràng lên nha. Cái phần này cũng như đại tràng trái thì nằm sau phúc mạc, chỉ có phía trước được bao phủ bởi phúc mạc thôi, còn lại phía sau thì không có phúc mạc che phủ. Thế thì đại tràng lên được tính từ bờ trên của cái van bộ hành đi lên trên và tới gốc gan thì chạy sang bên trái trở thành đại tràng ngang. Thế thì cứ phần nào mà nằm sau phúc mạc thì là đại tràng phải, mà thoát khỏi phúc mạc đi ngang sang thì là đại tràng ngang. Thế đây đại tràng ngang là được tính từ từ gốc gan chạy sang tới gốc lách, đó chính là phần di động. Thế thì đại tràng gốc gan hay đại tràng gốc lách là thuộc về đại tràng ngang. Đại tràng xuống hay đại tràng trái cũng là cái phần sau phúc mạc, phía trước được phúc mạc che phủ còn phía sau là không có phúc mạc che phủ. Thế chạy xuống dưới phía trái và khi hết phần phúc mạc che phủ sẽ chạy ngang đi sang bên phải, bắt đầu chuyển hướng thành đại tràng sigma. Sau đó đại tràng sigma sẽ đi xuống dưới. Các bạn chú ý là khi đi mổ các bạn nhìn thấy nếu cái vị trí nào mà chúng ta không còn thấy giải dọc cơ nữa thì chính là cái vị trí đó bắt đầu của trực tràng. Và đi xuống dưới, xuống dưới này sẽ có một cái nếp phúc mạc. Trực tràng tiếp tục chạy qua phúc mạc, chạy qua cái nếp phúc mạc này. Do đó trực tràng có một phần nằm trong ổ bụng, nằm trong phúc mạc và một phần nằm ngoài phúc mạc. Thế thì trực tràng đây các bạn nhìn thấy cái nếp phúc mạc, tên tiếng Anh là gì? Peritoneal reflection, nếp phúc mạc. Thế thì một phần nằm ở dưới nếp phúc mạc. Thế thì chia thành trực tràng thấp là tính từ mép hậu môn đi lên 5 cm. Gì nữa? Từ 5 đến 10, trên 5 đến 10 cm là trực tràng phần 3 giữa, và từ 10 đến 15 cm là trực tràng phần 3 trên. Thế cứ dưới từ 5 trở xuống thì người ta gọi là trực tràng thấp. Thế thì các bạn chú ý này, riêng đối với phần trực tràng và ống hậu môn nha, thì người ta khuyến cáo các bạn nên ghi thêm vị trí của khối u theo chiều chu vi. Lấy ví dụ là mặt trước, bên trái, bên phải hoặc là mặt sau. Ví dụ như sau, ung thư mặt trước trực tràng 1/3 giữa, hoặc là trực tràng thấp, hoặc là ống hậu môn giai đoạn 2 CT3N0M0. Tiếp theo chúng ta bước sang một cái mục tiêu thứ hai, đó là làm thế nào để biện luận được cái chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Cái phần chung
cách biện luận tôi đã hướng dẫn trong cái đại cương về ung thư rồi, các bạn vui lòng xem lại nếu chưa thuộc, chưa hiểu. Có 3 cái triệu chứng mà chúng ta đưa ra để biện luận, đó là triệu chứng lâm sàng, triệu chứng về xét nghiệm và các yếu tố nguy cơ. Thế chúng ta lần lượt đi theo các tiêu chí như vậy. Thứ nhất đó là triệu chứng về lâm sàng. Thế thì bệnh nhân kể với chúng ta mà chúng ta khám được, hay có những cái triệu chứng gì mà chúng ta nghĩ tới đó là ung thư đại trực tràng rồi. Thứ nhất đó là đau bụng. Thế cái đau như thế nào? Cái đau dọc theo cái khung đại tràng, nhưng mà gì? Nhưng phải liên tục. Đau bệnh nhân kể chúng ta, tôi đau gì? Đau âm ỉ, tôi đau liên tục, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, và uống thuốc thì đỡ ít. Có những bệnh nhân gì? Xem tivi nhá, xem quảng cáo, tôi nói rất tai hại cái quảng cáo ở trên truyền hình. Bệnh nhân bị gì? Tôi đau dọc theo khung đại tràng, và thỉnh thoảng tôi sờ cái cục cứng nổi lên, và tôi uống đại tràng chấm 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 và chấm chấm chấm, thì các bạn biết là gì rồi. Và là hết. Thế là người khác cứ mách người này, mách người kia mua. Thế cuối cùng gì? Bệnh nhân đến với chúng ta là đã giai đoạn muộn rồi. Tiếp theo đó là những cái sự thay đổi về tính chất của đại tiện. Thay đổi thứ nhất là gì? Thay đổi về thói quen, cái cách đi đại tiện như nào. Có bệnh nhân thì đi đi lỏng, có bệnh nhân gì lại táo bón, nhưng triệu chứng phải gì? Phải kéo dài, và đương nhiên là phải kèm theo các triệu chứng khác của ung thư rồi. Và gì? Thay đổi về tính chất của phân, đó là gì? Phân có nhầy máu, nhầy mũi. Cái khác so với bệnh trĩ là phân ở trong ung thư là thường lẫn với máu, máu lẫn với phân và lẫn với nhầy. Còn trong bệnh trĩ các bạn nhớ cho tôi là gì? Máu đi sau theo phân. Và gì? Các thầy ngày xưa cũng mô tả là máu giỏ giọt trên bãi phân. Đó. Thế thì thay đổi gì nữa? Thay đổi về hình dáng của phân là gì? Phân có hình dáng giống gì? Dẹt giống lá lúa. Đấy. Ở nước ngoài không, người ta không mô tả giống lá lúa mà giống gì? Cái hình, cái dải băng như thế này. Đó. Tiếp theo có những cái triệu chứng gì mà chúng ta nghĩ tới ung thư nào? Đó là những cái triệu chứng của ung thư giai đoạn muộn rồi, gây ra triệu chứng toàn thân, ví dụ như là gây sút cân. Đương nhiên rồi, trong quá trình hỏi bệnh hoặc trong mô tả, các bạn nhớ mô tả dùm cho tôi đó là gầy sút bao nhiêu cân trong vòng bao nhiêu tháng, bao nhiêu thời gian. Và gì? Và triệu chứng của thiếu máu. Triệu chứng của gì? Chán ăn, mệt mỏi. Và triệu chứng của gì? Sờ thấy khối u. Lại nói sờ thấy khối u. Tôi nhớ cách đây vài ba năm, có một anh làm nghề xe taxi. Mỗi lần đi khám thì các nơi nào đó đều chẩn đoán là viêm đại tràng, và lại đại tràng chấm 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 về uống. Và đợt này không thấy thuyên giảm, bệnh nhân đến khám thì khi tôi sờ thấy bụng nó thấy khu lồn nhỏn trên thành bụng rồi. Và đương nhiên bệnh nhân cũng giai đoạn muộn rồi. Tiếp theo là bệnh nhân có thể kể chúng ta là tôi sờ thấy khối u ở trực tràng. Thường những cái bệnh nhân có những kiến thức về y học, hoặc là những bệnh nhân gì làm trong nghề y. Tôi nhớ cách đây 2 năm có bệnh nhân sau khi về hưu, làm trong nghề y về hưu rồi, thì có những cái tính chất về thay đổi về phân, ví dụ như có đi đại tiện máu thì bệnh nhân tự sờ khối u, thăm trực tràng và chạm thấy khối u. Và đương nhiên bệnh nhân này đến với chúng tôi cũng là giai đoạn muộn rồi, rất đáng tiếc. Thì hầu hết những bệnh nhân ở những nước đang phát triển hoặc kém phát triển thì cái việc screen hoặc screening, tức là gì, tầm soát ung thư là chưa được triển khai một cách triệt để rộng rãi. Do đó việc bệnh nhân đến với chúng ta giai đoạn muộn là điều dễ hiểu thôi. Tiếp theo là bệnh nhân có thể đến với chúng ta bởi những cái biến chứng. Thường những cái bệnh nhân là những người già, người ở vùng sâu vùng xa, hoặc là những cái bệnh nhân gì dân trí thấp, thì đến với chúng ta bởi những cái biến chứng của ung thư đại trực tràng như sau. Thứ nhất, tắc ruột, chảy máu, hoặc là thủng vỡ thủng khối u. Đấy. Và hoặc là triệu chứng của di căn xa, ví dụ là di căn ở gan. Cách đây vài tuần thì có bệnh nhân đến với chúng tôi là triệu chứng di căn gan rồi. Đó là gì? Bệnh nhân này cách đây 1 năm đã được chẩn đoán là ung thư đại tràng rồi, nhưng bệnh nhân gì? Từ chối mổ.
và đi về để uống thuốc nam thuốc bắc. Đó, tôi chả biết là thuốc nam thuốc bắc thần thánh như thế nào, nhưng gì, những bệnh nhân sau một năm đã phát triển triệu chứng của di căn gan, gì, da niêm mạc vàng, bụng cổ trướng, gầy tông teo và nhìn không còn tí sức sống đâu cả. Tuyến dưới chuyển lên thì chúng tôi đã gì, đã phải giải thích với bệnh nhân là giai đoạn muộn rồi, chỉ điều trị giảm nhẹ thôi. Đó. Thế gì? Khi đi thi các bạn cũng sẽ được hỏi những cái tính chất khác biệt ở những cái vị trí ung thư đại tràng khác nhau, đó là gì? Đó là đại tràng phải, đại tràng trái hoặc là trực tràng, khác nhau ở những cái triệu chứng như thế nào. Thế thì ở đại tràng phải thì hay gặp gì? Khối u hay gặp chảy máu, hay gặp gì? Hay gặp ỉa chảy, hay gặp có triệu chứng viêm ruột thừa cấp. Các bạn nhớ là tôi đã giảng rất rõ trong cái video về ruột thừa rồi. Với một cái bệnh nhân bắt đầu cái tuổi trung niên hoặc là bệnh nhân cao tuổi đến với chúng ta mà có đau hố chậu phải thì đương nhiên các bạn hãy nghĩ tới có phải là ung thư đại trực tràng hay là không, có phải ung thư đại tràng phải không, nhớ trong đầu như vậy. Thế là đại tràng trái thì có những cái triệu chứng gì? Hãy gặp triệu chứng của táo bón, hãy gặp một triệu chứng của tắc ruột. Tại sao lại như thế? Vì chức năng của đại tràng phải đó là gì? Chức năng chính là hấp thu nước. Mà nếu không hấp thu được nước thì gì? Ỉa chảy. Đại tràng trái gì? Đến đây phân đã được cô đặc nước rồi. Do đó nếu khối u chèn ép ở vị trí này thì thường gây ra táo bón và tắc ruột. Tiếp theo ở trực tràng thì thường là có triệu chứng của mót lặn nha. Và phân thì biến đổi về hình dáng, đó là phân dẹt. Đó, cái từ ribbon like là cái từ băng, giải băng này nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nói về các triệu chứng xét nghiệm hay cận lâm sàng. Cái cận lâm sàng đầu tiên, đầu tay giúp cho chúng ta chẩn đoán ung thư đại trực tràng đó chính là nội soi đại tràng, colonoscopy. Nội soi đại trực tràng giúp chúng ta chẩn đoán được vị trí khối u. Đấy, quan sát được gì, hình dáng kích thước khối u như thế nào. Và đương nhiên là giúp chúng ta sinh thiết để làm mô bệnh học. Thế thì cùng với cái mô bệnh học này, chúng ta xét nghiệm máu, chúng ta sẽ làm cái marker về ung thư. Marker ung thư về đại trực tràng là chúng ta hay làm về CA nha. Nếu chúng ta nghi ngờ di căn ở đâu đó, ví dụ di căn ở gan, di căn vào dạ dày thì chúng ta làm thêm các marker về AFP hoặc là CA7204. Rồi gần đây thì có cái thêm cái xét nghiệm đó là siêu âm nội soi. Các trung tâm hiện đại thì người ta có cái siêu âm nội soi này, người ta giúp cho chúng ta gì, không những xác định được vị trí khối u mà chúng ta còn xác định được độ xâm lấn của khối u như nào. Tiếp theo các xét nghiệm khác, ví dụ như là chụp CT đa dãy và siêu âm ổ bụng. Siêu âm ổ bụng thì cũng là một cái xét nghiệm chúng ta thường làm và đặc biệt là trong cấp cứu rất có giá trị khi các bạn gì phân biệt với viêm ruột thừa cấp với ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng thường nếu điển hình nhìn trên siêu âm sẽ có hình ảnh giả thận nha, các bạn nhìn đây, ở trong lòng là tăng âm và ngoài là giảm âm, và có những cái khe cái múi sông giống như là hình thận, đài bể thận. Thế còn MSCT thì cho chúng ta cái giá trị gì? Đọc về mức độ xâm lấn T và N, và nếu gì khảo sát toàn bộ bụng chúng ta có giá trị về chẩn đoán về M, xem đã có gì căn gan hay chưa, gì căn buồng trứng chưa, vân vân. Tiếp theo đó là MRI nha. MRI thì giúp cho chúng ta chẩn đoán được mức độ xâm lấn và hạch. Và chúng ta chỉ ghi xét nghiệm MRI cho ung thư ở phần trực tràng. Đây là phần cố định nha. Các bạn nhớ cho tôi, đây là phần cố định để giúp chúng ta đánh giá được xâm lấn về hạch, đặc biệt có giá trị rất tốt trong ung thư trực tràng. Tiếp theo là chụp PET-CT. Giá trị của chụp PET-CT giúp chúng ta đánh giá gì? Xem cái tổn thương nó có gì? Di căn toàn thân hay chưa? Nha. Tăng hấp thụ phóng xạ ở đâu? Thì đây là những chương rất lớn. Đấy.
mà để trình bày nó thì phải mất rất nhiều thời gian và gì cả một cái chuyên khoa mà rất nhiều người đi theo nó thì mới tìm hiểu kỹ được. Chúng ta đây là chúng ta đang biện luận chẩn đoán, chúng ta đưa ra ý chung nhất thôi. Tiếp theo là chụp phim X quang đại tràng cản quang nha. Cái phim đại tràng cản quang này chúng ta áp dụng khi nào? Ngày xưa phim X quang đại tràng cản quang này được chụp một cách thường quy, nhưng gần đây thì phim này không được chụp thường quy nữa mà chỉ chụp khi nào? Khi không còn áp dụng được các biện pháp khác, hoặc là các biện pháp khác gì chưa rõ. Lấy ví dụ ở bệnh nhân gì đang có những cái bệnh, những cái tổn thương mà chúng ta không chụp được phim CT. Vậy gì nữa? Chúng ta gì chụp phim CT không rõ, khối u ở đâu, nội soi gì cũng không rõ. Tại sao lại không rõ? Đến khi nào chúng tôi sẽ giảng các bạn về phần nội soi đại tràng, phim CT như nào, X quang đại tràng như thế nào, tôi sẽ kể những cái câu chuyện kinh nghiệm lâm sàng mà tại sao chúng ta phải chụp phim X quang đại tràng cận quang. Trên phim X quang đại tràng cận quang thì chúng ta sẽ thấy gì? Thấy phần chít hẹp của đại tràng. Thấy gì nữa? Thấy hình ảnh khuyết thuốc, thấy hình ảnh càng cua, thấy hình ảnh đáy gì? Đáy chén, đó là những hình ảnh khuyết thuốc mà khối u gây chèn ép gây ra. Thế thì tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra cái yếu tố về nguy cơ của ung thư như thế nào. Thế về ung thư đại trực tràng có những cái nguy cơ gì? Thứ nhất là về tuổi, thứ hai là các cái gì? Tiền sử các bệnh trước, cái yếu tố gia đình và chế độ ăn nha. Chúng ta sẽ đi vào tuổi trước. Thế thường chúng ta gặp ung thư đại trực tràng, cái này người ta đã nghiên cứu rồi, chúng ta chỉ làm theo thôi, ta lấy kết quả nghiên cứu trên thế giới chúng ta áp dụng vào thôi, là thường gặp ở những cái người trên 50 tuổi đó. Tuy nhiên là gì? Không phải như thế mà chúng ta bệnh nhân trẻ đến với chúng ta mà chúng ta gì bỏ qua. Và đặc biệt tôi đã gặp một bệnh nhân 15 tuổi đến với chúng tôi thì ở giai đoạn đã muộn rồi. Và bệnh nhân này sau đó toàn bộ ruột dính sụt lại với nhau hết, không còn đường nào để mổ lao mổ mô nhân tạo nữa mà bắt buộc phải mở thông ruột non ra trực tiếp. Và bệnh nhân này cũng không trụ được lâu. Rất tiếc. Tiếp theo là tiền sử những cái bệnh trước, ví dụ như bệnh ung thư ở cơ quan khác, ví dụ ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, ung thư vú, vân vân. Và polyp nha. Các bạn nhớ cho tôi là polyp đại tràng như thế nào thì chúng ta gì nghĩ tới ung thư và có nguy cơ là ung thư. Đó là polyp đại tràng ngắn. Đấy, cuống ngắn hoặc là không có cuống và không di động. Thế thì kích thước lớn, lớn như thế nào? Trên 2 cm thì chúng ta nghĩ tới là nguy cơ ung thư rồi. Là gì? Là đa polyp. Là gì nữa? Giải phẫu bệnh nếu là polyp tuyến đó thì thường là phát triển thành ung thư. Đây là thường thế. Và gì? Và những cái dạng mà chúng ta nội soi chúng ta gặp gì? Dạng sùi, dạng loét đó. Bờ góc thì nhám nhở, không có gì hình dáng cố định. Thì chúng ta theo dõi thì khả năng nó sẽ biến đổi thành ung thư. Và nếu sinh thiết mà trả lời kết quả mô bệnh học là loạn sản mức độ cao thì người ta cho đây là bệnh tiền ung thư và chúng ta sẽ xử lý giống như ung thư nha. Thế thì những bệnh lý gia đình, nếu như ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, ruột nha, tôi nói đây là ruột đấy, người ta đề là first relative là sẽ có nguy cơ cao hơn. Bệnh polyp tuyến gia đình Pháp chiếm 1% đấy, là trong cái số mà biến đổi thành ung thư đại tràng trực tràng. Và cái hội chứng Lynch 1 hoặc Lynch 2 thì chiếm 5-10%. Đó. Đây là cái bệnh mà duy truyền. Thế về lâm sàng, cách đây khoảng 5-6 năm chúng tôi cũng gặp một vài ca nhá, có cái hội chứng, cái hội chứng gì? Peutz-Jeghers. Đó, đọc tên tiếng Anh là như thế. Nói về đọc tên thì ngày xưa có các thầy đọc tên theo tiếng Latin, hay có các thầy đọc tên theo tiếng Pháp, thì có người đọc tên theo tiếng Anh. Nhưng có cái đặc điểm thế này này, khi chúng ta đọc tên gì ở đâu đó chúng ta phải giao tiếp được với cái người mà người ta nghe mình.
Ở đây ví dụ khi chúng tôi dạy cho những cái sinh viên người Đức ấy, chúng tôi đọc tên theo tiếng Pháp, người ta không hiểu đó là cái triệu chứng gì, không hiểu cái hội chứng gì. À, nhưng khi chúng ta đọc tên tiếng Anh thì người ta, I see, I know. Đó. Thế cái hội chứng Peutz Jeghers này thì đặc điểm ấy là hay có những cái nốt, cái bớt chấm thế này ở xung quanh môi, con miệng, con mắt thế này. Đó, nếu các bạn nhìn thấy cái người như thế này thì các bạn nghĩ ngay đến cái hội chứng này Peutz Jeghers nhá. Còn về chế độ ăn thì người ta cũng đã đưa ra cái nghiên cứu rồi, đó là những cái người mà hay ăn thịt đỏ, nếu ví dụ là thịt cừu, ấy, thịt lợn thì những cái thịt này, thịt đỏ này lại có những cái bằng chứng đó là gì? Strong tức là cao, là mạnh. Đấy, và có khả năng tiến tới ung thư. Đấy, người ta đã nghiên cứu rồi và chúng ta chỉ cứ áp dụng theo những cái nghiên cứu đó thôi, chúng ta chẳng làm cái gì thêm mà chúng ta cũng chả làm ra được nhá. Người ta nghiên cứu đa trung tâm cả thế giới rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ gì? Sẽ nói về phân chia giai đoạn của TNM, bước tiếp theo của chẩn đoán. Thế nếu chúng ta đã có những cái dữ liệu để chẩn đoán TNM rồi, các bạn vui lòng xem lại cái bài đại cơ ung thư, tôi nói rõ về cái này rồi nhá. Thì chúng ta sẽ chẩn đoán như thế nào? Thế còn nếu không có cái dữ liệu đó thì chúng ta chẩn đoán như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta có dữ liệu về TNM, chúng ta sẽ chẩn đoán như sau. Thế T1 tức là gì? Ung thư phát triển tới cái lớp mà gì? Không được vượt quá lớp hạ niêm mạc. Đó nhá, các bạn nhìn đây, đây là lớp hạ niêm, không được phát triển quá cái lớp này. Thế T2 tức là phát triển qua cái lớp gì? Hạ niêm rồi xuống cái lớp cơ. Đấy, đấy, khối u đã ăn tới lớp cơ rồi nhưng không được vượt quá lớp cơ. Các bạn nhìn đây, tôi viết đây, propria và mucosa, hai cái này là cơ niêm này, và cái này đúng là cơ thật nhá, cái này là cơ, còn cái này là cơ niêm, hai cái này khác nhau nha, các bạn nhớ trong đầu là như thế. Thế T3 là như thế nào? T3 tức là gì? Không được vượt quá lớp gì? Dưới thanh mạc nha, hoặc là cái lớp bao sơ của trực tràng. Cái bao sơ này giống như gì? Giống như cái bao mạch ý, đó là cái lớp màng sơ bao xung quanh của trực tràng, thì không được vượt quá cái lớp này thì là T3. Thế T4 là gì? T4 là khối u đã gì? Xuyên qua lớp thanh mạc rồi nha, ăn thủng thanh mạc rồi. Đấy là T4, hoặc là xuyên qua gì? Cái lớp bao sơ này rồi thì là T4A. Nếu T4B là gì? Là đã phát triển ra các cấu trúc xung quanh, ví dụ là mạc treo, hoặc là gì? Phát triển xâm lấn ra các cơ quan khác. Đấy, ví dụ như là ở trực tràng thấp thì tới túi tinh. Đấy, tới âm đạo, vân vân. Thế còn chúng ta nhớ trong đầu là cũng dễ nhớ thôi. Cứ T1, T2 thì là giai đoạn 1. Đấy, T3, T4 thì giai đoạn 2. Cả hai cái giai đoạn này thì không có hạch di căn nha. Mà đã có hạch di căn rồi thì là giai đoạn 3. Dễ rất dễ nhớ trong đấy. Thế N1 là từ 1 đến 3 hạch. Đấy. Mà N2 là 4 đến 7, N3 là lớn hơn 7. Đó. Nhớ trong đầu như thế. Cứ có hạch là giai đoạn 3. Mà không có hạch, T1, T2 là giai đoạn 1, T3, T4 là giai đoạn 2. Vậy thì cứ có gì can xa là giai đoạn 4, M1 là giai đoạn 4 rồi. Thế thì trong đây chúng ta chỉ chú ý này, trong dịch cầu bụng hoặc sinh thiết làm tế bào dịch cầu bụng mà cho kết quả dương tính với ung thư cũng tính là di căn xa, hoặc là ung thư đã di căn tới những cái hạch mà không phải hạch vùng. Đó, thế tí nữa tôi sẽ nói rõ với cái hạch vùng như thế nào. Không phải hạch vùng thì là tính là di căn xa. Thế cái hạch vùng là cái hạch mà chi phối cho dọc theo các động mạch mà chi phối cho cái khối u của đại tràng. Đấy, ví dụ ở đây là cái hạch quanh khối u, hạch trung gian và hạch ở mạch chính. Ngoài cái này ra thì gọi là không phải hạch vùng và là di căn xa. Thêm một cái điểm chú ý nữa là TX nhá. Khi các bạn viết trong chẩn đoán
mà tôi thấy từ TX, NX, MX là tôi rất khó chịu rồi. Đấy. Người ta quy định như sau. TX tức là cái khối u này không thể đánh giá nhé. Người ta dùng cái từ cannot là không thể đánh giá. Khi các bạn chưa làm hết các xét nghiệm đó, mà bệnh nhân vẫn làm được xét nghiệm thì các bạn không thể được viết là TX nhá. Nó khác hẳn với từ have yet hoặc là have not. Đấy. Tiếp theo là T0 tức là không có bằng chứng. Đấy, không có bằng chứng tức là làm tất cả các xét nghiệm rồi mà không thấy khối u đâu thì gọi là T0. Còn chưa làm mà chúng ta cứ nói là TX hoặc T0 là không đúng đâu. Thế TIS tức là ung thư tại chỗ, tức là chỉ xâm lấn tới gì? Chỉ xâm lấn ở cái lớp niêm mạc thôi. Đây, lớp niêm mạc. Và không, chưa xâm lấn tới lớp hạ niêm. Đây là lớp hạ niêm nha. TIS là ung thư tại chỗ, là ung thư ở lớp niêm mạc. Đó, người ta được cho là cái giai đoạn 0, giai đoạn sớm. Tiếp theo, làm thế nào để đưa ra một cái căn cứ cho cái kế hoạch điều trị của bệnh nhân ung thư đại trực tràng như thế nào? Thì tôi đã trình bày trong cái phần đại cơ ung thư rồi. Các bạn vui lòng xem lại cái phần đó. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo cái phác đồ điều trị như sau. Đương nhiên là chúng ta có cái giai đoạn TNM rồi. Và đây là cũng gì? Là cái hệ thống phân loại đang được áp dụng rộng rãi nhất. Còn về mặt gì? Về mặt ngành y đó, thì trước nay, ngày xưa ấy, người ta có nói cái hệ thống phân loại theo DAX, bây giờ người ta bỏ rồi, người ta áp dụng theo TNM. Thế TNM mà là trả lời là gì? Ung thư tại chỗ hoặc là CT1. Đấy, thì chúng ta chia ra hai loại như sau. Nếu như ung thư tại chỗ hoặc là CT1, tức là xâm lấn nhẹ thôi, đấy, thì chúng ta sẽ có hai kiểu. Cái kiểu thứ nhất là nếu chúng ta đánh giá qua nội soi mà chúng ta cắt được cả cái khối đấy, cái khối ung thư ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cho bệnh nhân nha. Và nếu như mà không cắt được thì chúng ta sẽ làm kiểu như sau. Đương nhiên là mổ rồi, không cắt qua nội soi được thì phải mổ thôi. Hoặc là gì? Sau khi cắt cái khối đấy qua nội soi xong mà trả lời cái phần mà diễn cắt ấy mà là dương tính với ung thư thì đương nhiên là gì? Cái phần còn lại thì chúng ta phải mổ cho bệnh nhân rồi. Hoặc là nếu như cái phần diễn cắt mà trả lời là âm tính, không còn ung thư, thì chúng ta tiếp tục chúng ta theo dõi bệnh nhân. Và đương nhiên rồi, nếu như mà không cắt qua nội soi được, đối với trường hợp là gì? CT1 nhưng xâm lấn ít, hoặc là CT1 mà xâm lấn nhiều. Thế thì làm sao chúng ta biết ít hay nhiều? Thì chúng ta dựa trên nội soi chúng ta nhìn thấy sao? Một cái khối u có phá hủy, có loét, có bờ góc gì xù xì, biến dạng hoặc là cứng, thì chúng ta nghĩ là gì? Xâm lấn nhiều rồi. Thì chúng ta làm ơn hãy chuyển sang cái bộ phận phẫu thuật nha. Chúng ta không cố làm những cái trường hợp như thế. Thế thì cắt qua nội soi thì chúng ta sẽ có những cái kiểu. Thứ nhất là người ta gọi là EMR, tức là cắt niêm mạc qua nội soi, và ESD, cắt dưới niêm mạc qua nội soi. Thì cái thằng cắt niêm mạc qua nội soi này, cái kích thước tối đa cho phép là 2 cm, tương tự giống như polyp. Còn cái thằng ESD là cắt dưới niêm mạc này, cái thằng này có phẫu tích này, thì các bác nói trong những cái hướng dẫn guideline là size does not matter, không kể kích thước. Và có những cái người ta làm gì? Làm 5-6 tiếng để người ta phẫu tích cái khối u. Thế thì các bạn nhìn dưới sau, các bạn tưởng tượng trong đầu cho nó dễ nhớ như này này. Đây là cái ống soi nha. Có hai cái kênh. Đấy. Thế là cái ống soi có hai cái kênh, một cái kênh để soi tiêm thuốc và một cái kênh để cắt. Cái snare gọi là cái thòng lọng. Đó. Cái này có cuống thì dễ rồi, không nói. Thế còn những cái dạng mà không có cuống đấy thì người ta gì tiêm nha, người ta tiêm cái thuốc tê hoặc là tiêm để cho bóc tách cái lớp ở dưới này ra đấy, bóc tách cái lớp ở dưới này ra xong người ta cắt. Thế còn cái dạng mà phẫu tích dưới niêm mạc thì người ta làm kỳ công hơn,
tiêm chất bóc tách xuống đây, xong người ta phẫu tích tạo thành cái cuống như thế này, phải người ta đưa cái thòng lọng vào để người ta cắt thôi. Tiếp theo, đối với bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng thì cái phần chuẩn bị trước mổ khá là quan trọng, và những cái bài này cũng có một cái bài riêng để nói về nó, gồm những cái phần về thuốc, về dinh dưỡng, về những cái thủ thuật cần phải làm đó, về những cái phần hồ sơ bệnh án và xét nghiệm như nào. Và đặc biệt là đã là ung thư đại trực tràng, mổ đại trực tràng thì có phần chuẩn bị đại tràng nha, có phần thụt tháo như nào, thì đây là những cái chương riêng tôi sẽ trình bày sau. Tiếp theo là chúng ta nói về phẫu thuật điều trị ung thư đại trực tràng. Thế thì ở cái slide trước chúng ta nói rồi, một là CT1 mà xâm lấn sâu hoặc là cắt qua nội soi không được thì chúng ta chuyển sang chúng ta phẫu thuật. Thế thì ở phẫu thuật thì có hai cái kiểu, kiểu thứ nhất là phẫu thuật triệt can, đấy tức là chúng ta có thể loại bỏ được hoàn toàn khối u. Cái loại thứ hai là phẫu thuật giảm nhẹ, này chúng ta điều trị cái biến chứng cho bệnh nhân thôi. Đấy, thế đảm bảo được cái phẫu thuật triệt can là gì? Chúng ta phải đảm bảo được cái mức độ diện cắt, cái thể tích cắt vừa đủ, và chúng ta phải vẽ hạch cho bệnh nhân. Thế cái diện cắt, cái ranh giới cắt đảm bảo gì? Đảm về mặt ung thư học, nhưng cũng phải đảm bảo về mặt phẫu thuật, tức là chúng ta muốn nối lại, muốn liền thì phải có máu nuôi dưỡng. Chứ bây giờ cứ đảm bảo cái diện phẫu thuật nhưng gì? Nhưng không đảm bảo máu nuôi dưỡng, là nối xong thì nó dò ra. Thế thì người ta chúng ta cũng cái gì? Nhớ tới những cái con số, những cái quy tắc là 5, là 10. Thế nhưng rất khó nhớ. Tôi nhớ một cái hội nghị hồi tôi còn nội trú cách đây 3-4 năm. Khi đi, không phải 3-4 năm mà chính xác là 5-6 năm rồi. Đấy, khi đi cái hội nghị, hồi đấy có cả chuyên gia của Nhật Bản sang, thì có những cái bác ở trong nước bác hỏi, thế bây giờ cắt dưới khối u là bao nhiêu cm thì đủ? Thế thì cái hồi đấy là 2016. Thế thì hồi đấy các bác Nhật, các bác cũng vò đầu rứt tai, các bác bảo thường là 5. Thế có người thì bảo 3. Đấy. Thế xong là sau cái đó về một năm đến 2019 thì tôi thấy người ta đã ra những cái guideline, người ta hướng dẫn rất cụ thể như sau. Chắc là về bị mấy ông Việt Nam hỏi cay quá nên về phải nghĩ. Thống nhất như sau. Thứ nhất, nếu như cái khối u này có một cái mạch chính để nuôi và đi về đúng giữa như này, ngay cái mạch chính đấy, ngay cái mạch nuôi đấy, thì người ta cắt gì? Trên và dưới khối u 10 cm. Và trường hợp thứ hai là nếu như mà chỉ có một mạch nuôi nằm trong vòng 10 cm tính từ cái bờ của khối u, thì là chúng ta sẽ phải cắt phía dưới của khối u 10 cm và cắt phía trên nhá. Các bạn nhớ là cắt trên cái mạch đấy là 5 cm nữa. Rồi chúng ta nhớ là nếu mà có hai cái mạch trội ấy mà nằm trong vòng 10 cm tính từ bờ khối u ấy, thì chúng ta cắt phía dưới và trên khối u là 5 cm, nhớ như vậy. Nhưng mà nhớ là về phía hai cái mạch nhá. Rồi tiếp theo, nếu như mà không có một cái mạch nuôi nào trong vòng 10 cm tính từ cái bờ khối u ấy, thì cái mạch gần nhất với khối u thì được xem như là cái mạch mà nuôi khối u. Do đó chúng ta cắt ở phía dưới cái mạch đến 5 cm và cắt bờ trên khối u là 10 cm. Nhớ cho tôi là như vậy nha. Thế đối với ung thư trực tràng thì chúng ta tính như sau. Nếu như ung thư trực tràng mà nằm trong nếp phúc mạc ấy, thì chúng ta cắt dưới khối u 3 cm. Mà nếu ung thư trực tràng mà nằm dưới nếp phúc mạc thì chúng ta cắt dưới khối u 2 cm nha. Người ta đã nghiên cứu rồi, và rất ít khả năng là khối u xâm lấn quá 2 cm đối với ung thư trực tràng thấp ở phía dưới. Thế về phẫu tích hạch như thế nào? Đương nhiên là căn cứ theo TNM rồi. Nếu như chúng ta chẩn đoán trước mổ mà không có hạch di căn đấy, thì đối với ung thư tại chỗ thì chúng ta có thể chúng ta không vẽ hạch, hoặc là chúng ta vẽ hạch D1. Thế D1 tức là gì? Hạch quanh khối u, hạch vùng quanh khối u. Thế rồi, nếu như là CT1 thì chúng ta vẽ hạch D2 nhé. Và D2 tức là gì? Hạch trung gian. Và nếu là CT2 thì có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là vẽ hạch D2, kiểu thứ hai là vẽ hạch D3. Tại vì sao thế? Thường chúng ta chẩn đoán gì?
trước bỏ cái chuyện mà C, N mà âm tính thì có khả năng là không chính xác cao, hoặc là mức độ xâm lấn thường cũng không chính xác cao. Nên quyết định chúng ta vết hạch ở sau khi chúng ta thám sát vào bụng, chúng ta nhìn thấy cái u, thì từ đó chúng ta quyết định sau nha. Nếu đã chẩn đoán là gì, CT3, CT4 rồi thì đương nhiên là chúng ta vết hạch D3. Thế gì nếu như có những cái khối u mà có những cái tính chất ác tính cao mà CT2 chúng ta cũng gì vết hạch D3. Và đương nhiên rồi, nếu trước mổ chúng ta đã nghi ngờ di căn hạch thì đương nhiên là vết hạch D3 rồi. Thế D3 là cái gì? D1 tức là những cái hạch xung quanh khối u, hạch viền xung quanh khối u. D2 là ở hạch trung gian, và D3 là ở hạch ở cái mạch chính. Lấy ví dụ ở đây là mạch treo tràng dưới, thì D3 nó ở xung quanh mạch treo tràng dưới. Thế D2 tính từ gì? Tính từ gốc của cái mạch nuôi trực tràng nha. Ví dụ là đại tràng sigma thì mạch của đại tràng sigma đó chi phối. Thế còn D1 thì là những cái hạch vùng mà xung quanh khối u hạch viền chạy vào từ từ cái mạch trung gian chi phối cho đại tràng. Thế gì? Để vết hạch mà người ta cũng quy định, người ta quy ước rồi. Vết hạch đổ là thế nào? Khi chúng ta vết xong, chúng ta gì? Chúng ta vết được trên 12 nha. Trên 12 hạch thì người ta coi như là vết đủ. Đấy, còn nếu như mà đếm không ra 12 hạch thì nếu như không đủ 12 hạch thì xem lại kỹ thuật vết hạch xem đã đúng chưa nha. Tiếp theo là chúng ta gì? Có những cái phương pháp điều trị ung thư như nào? Thứ nhất là gì? Cắt nửa đại tràng phải nha. Phương pháp tiếp theo là cắt nửa đại tràng bên trái, và cắt đại tràng sigma, và gì? Đó người ta gọi là cắt đường trước thấp nha, tức là mở vào đường trước và cắt xuống phía thấp. Đấy, cái tên này rất gì? Rất không liên quan đối với các phương pháp trên này. Và Việt Nam đã Việt Nam hóa nó bằng một cái từ, đó là cắt đoạn đại trực tràng đó. Nên bây giờ các bạn, một là các bạn dùng cái từ LAR đấy, hoặc là các bạn dùng cái từ Việt hóa là cắt đoạn đại trực tràng nha, hoặc là cắt đoạn gì đoạn trực tràng, ở đây là cắt đoạn đại trực tràng thấp, cắt đoạn đại trực tràng cao đó. Thế khác nhau ở chỗ nào? Đoạn đại trực tràng thấp là tính từ đại tràng sigma trở xuống, còn nếu cắt đoạn đại trực tràng cao là cắt thêm một phần của đằng trái nữa đó, hoặc là chúng ta dùng cái danh pháp là HAR. Thế thì có cái phương pháp nữa là cắt gì cắt gần hoàn toàn đại tràng. Có phương pháp gì nữa cắt toàn bộ đại trực tràng đó. Đây là những cái chương rất lớn, mỗi cái phương pháp này chúng ta có những cái chương rất lớn để chúng ta nói về nó. Ở đây tôi giới thiệu cho các bạn biết những cái tên như thế thôi. Tiếp theo là các phương pháp để điều trị triệt căn cho ung thư trực tràng gồm những phương pháp gì? Chúng ta vừa nói ở dưới rồi, cắt đoạn đại trực tràng thấp. Phương pháp gì? Phẫu thuật mai nha. Đấy, hoặc là APR. Chúng ta hay dùng đó là từ phẫu thuật mai. Phẫu thuật mai có nghĩa là gì? Là cắt đoạn đại trực tràng chứa khối u, khoét bỏ hậu môn, đóng bít đầu dưới. Đó, các bạn nhìn thấy đây, khoét bỏ hậu môn và đóng bít đầu dưới, và lên làm hậu môn nhân tạo ở phía đại tràng phía trên. Và tiếp theo là gì? Cắt khối u tại chỗ. Đó. Thế rồi, ngày xưa có những cái phẫu thuật mà bây giờ chúng ta vẫn áp dụng, đó là phẫu thuật Parkes nha. Cái phẫu thuật này là gì? Cắt đoạn đại trực tràng và nối đại trực tràng với ống hậu môn nha. Đây là cái chúng ta bóc tách cái niêm mạc và chúng ta kéo cái phần đại tràng lành bên trên xuống nối với ống hậu môn. Thế còn có một cái phẫu thuật nữa mà hiện tại này chúng tôi vẫn đang áp dụng, đó là phẫu thuật kéo tuột, người ta gọi là pull through, hoặc là cái tên chúng ta hay gặp
trong các giảng đường, đó là bao cốc bao công nhá. Kéo toàn bộ đại trực tràng xuống phía dưới này, sau khi cắt bỏ cái cơ vòng đó, cơ thắt trong cắt bỏ đi, chúng ta kéo đại tràng xuống dưới, kéo hết, gọi là putru, kéo tụt. Và chúng ta cắt bỏ phần đại trực tràng chứa khối u đi, và chúng ta nối cái phần đại tràng còn lại vào với phần hậu môn da và cơ thắt phía ngoài còn đó. Thế gì ở giai đoạn 4, tức là ung thư ở giai đoạn muộn rồi, thì chúng ta phẫu thuật chúng ta làm cái gì? Chia thành hai loại. Thứ nhất là loại cắt được khối u nhá, tức là ung thư đã có di căn rồi, nếu cắt được cái phần di căn đấy thì chúng ta cắt kèm theo cắt khối u nguyên phát. Mà hay gặp nhất của ung thư đại tràng đó là di căn gan. Tiếp theo, nếu không cắt được chúng ta sẽ điều trị hóa xạ trị cho bệnh nhân nhá. Và nếu chúng ta mổ thì thường là mổ để điều trị biến chứng. Thế thì có những cái loại phẫu thuật mà chúng ta mổ gì? Thứ nhất là phẫu thuật Hackmann nha, tức là gì? Phẫu thuật Hackmann là phẫu thuật cắt đoạn đại trực tràng chữa khối u và làm hậu môn nhân tạo, đóng bít đầu dưới, làm hậu môn nhân tạo đầu trên. Loại tiếp theo chỉ làm hậu môn nhân tạo đơn thuần thôi mà không cắt được khối u, tức là đưa cái đoạn đại tràng phía trước khối u ra làm hậu môn nhân tạo. Và cái phẫu thuật nữa là làm dẫn lưu hồi tràng nha, tức là không làm hậu môn nhân tạo được nữa, tức là dính hết rồi, không phẫu tích được nữa, thì chúng ta đưa cái phần ruột nào mà chúng ta có thể đưa ra được. Ví dụ như cái bệnh nhân 15 tuổi mà tôi đã kể với các bạn ở cái slide trước, đưa ra làm dẫn lưu hồi tràng hoặc dẫn lưu ruột to. Các bạn chú ý này, ở Việt Nam thì người ta gọi là hậu môn nhân tạo và dẫn lưu hồi tràng. Nhưng ở nước ngoài thì người ta chỉ có một cái danh pháp, đó là mở thông thôi, stomy nha, mở thông dạ dày, mở thông đại tràng, mở thông hồi tràng hay mở thông gì hỗn tràng vân vân. Đấy, tất cả là stomy hết. Thế tiếp theo là khi mổ rồi thì chúng ta phải chăm sóc bệnh nhân, quản lý bệnh nhân sau mổ như thế nào? Cũng tương tự thôi, phải cho thuốc, phải chăm sóc vết mổ, chăm sóc dẫn lưu. Đấy, quản lý, theo dõi và điều trị các tai biến biến chứng sau mổ. Và gì? Và khi nào cho bệnh nhân ăn lại? Và khi nào gì? Cho bệnh nhân xuất viện và theo dõi bệnh nhân như nào? Đây cũng là một cái trường rất lớn nhá. Thế thì thường thuốc sau mổ chúng ta phải cho những bệnh nhân thì kháng sinh, dịch và điện giải và dịch nuôi dưỡng. Thế kháng sinh thì thường chúng ta kết hợp gì? Nhóm cephalosporin, quinolone và metronidazole. Nếu những cái biến chứng nhiễm khuẩn nặng trong ổ bụng hay là nhiễm khuẩn huyết thì chúng ta phải điều trị theo phác đồ riêng rồi. Và lượng dịch đưa vào là tốt nhất là chúng ta làm theo CVP ở những bệnh nhân nặng. Còn lại thì gì? Người già. Đấy. Vấn đề tim mạch thì cho chuyển ít dịch thôi, ví dụ 1 lít, 1,5 lít đến 2 lít. Và những cái người mà gì? Khỏe, những cái người không có biến chứng tai biến hoặc là những cái người không có bệnh lý về tim mạch thì chúng ta truyền 2,5 lít đến 3 lít. Thường là thế. Còn nếu tốt nhất thì chúng ta truyền theo CVP nha. Về nuôi dưỡng, đấy. Thì có người thì bảo là nuôi dưỡng thì cho ăn sớm, thì có người bảo là không. Thì nó tóm lại gần đây người ta đã nghiên cứu rồi. Trên thế giới người ta nghiên cứu là IRAS là cho ăn sớm, chăm sóc để hồi phục sớm sau mổ. Hay nhưng nhớ dùm cho tôi nhé, nếu như các bạn mà không làm được cái tim đấy, tức là gì cả một cái chuyên đội chuyên biệt hồi phục sớm sau mổ, thì đừng có nói với tôi là em cho ăn sớm bởi vì em theo IRAS. Mà tôi phẫu thuật tôi có chuẩn bị tốt bệnh nhân, tôi có mổ như bệnh nhân theo IRAS, mà anh đòi cho ăn theo IRAS như thế là sai nha, là không đúng nha. Tiếp theo là chăm sóc vết mổ rồi chăm sóc rút dẫn lưu như nào. Có người thì gì rút lưu sau mổ 3 ngày. Đấy, có người thì cho rút 5 ngày, có người rút 7 ngày. Thế có những cái ca mà rút 10 đến 14 ngày thường gì thường là có những cái biến chứng sau mổ em mới rút muộn. Thế còn chăm sóc hậu môn nhân tạo nữa. Đó là những cái bài rất lớn sau này. Thế nói kỹ ở đây không thể nói kỹ dài dòng được. Rồi tiếp theo là phát hiện và điều trị các biến chứng sau mổ đại trực tràng, đó là chảy máu, đó là nhiễm phúc mạc, đó là nhiễm khuẩn, đó là tắc ruột. Đây là những cái biến chứng chúng ta hay gặp nhất nhá. Còn nếu mà nói kỹ hơn nữa là có những bài riêng.
Và khi sau khi nào cho bệnh nhân ăn lại đấy, thường chúng ta cho ăn lại ở những ung thư đại trực tràng này xong hồi xong ấy, thì người Iraq thì người ta bảo sau 24 giờ, có người thì bảo 3 giờ, người năm có bảo người 24 giờ, có người thì bảo 2 ngày, có người thì 5 ngày, có người 7 ngày. Mà thường ấy, cái người phải nhịn ăn 10 đến 14 ngày, nó phải tùy thuộc của bệnh nhân, chúng ta không phải muốn chúng ta làm được, cái căn cứ tình hình cụ thể trên lâm sàng đó. Nếu như bệnh nhân đáp ứng tốt thì chúng ta cho ăn sớm, còn nếu không thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân thôi. Và chúng ta cho ăn như nào? Đầu tiên là ăn lỏng đó. Đấy, sau đó chúng ta bắt đầu ăn thức ăn đặc hơn, mềm. Và chúng ta bắt đầu ăn gì? Ăn thức ăn cứng. Và thể tích cũng đấy, cũng bắt đầu tăng dần. À, chúng ta nói gì? À, đây là từ tập ăn nha, các bạn nhớ cho tôi là tập ăn. Đấy, chứ không phải dùng một cái chúng ta cho bệnh nhân ăn số lượng nhiều là không được đâu. Thế khi nào bệnh nhân ra viện được? Đấy, thường sau mổ ung thư đại trực tràng thì 7 ngày để cho ra viện. Có người thì 10 ngày, có người thì 14 ngày, có người thì hơn. Vậy thì thế nào? À, nếu như không có các tai biến chứng thì chúng ta cho bệnh nhân ra viện sớm được, thường là 7 ngày đến 10 ngày. Còn đã có biến chứng rồi thì phải chúng ta phải điều trị biến chứng cho bệnh nhân. Ổn định thì chúng mới cho ra. Thế nào bệnh nhân không sốt, bụng mềm, trung đại tiện được, ăn cháo được, đấy, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện được. Và chúng ta hẹn sau mổ, khi nào bệnh nhân hồi phục, thường là 1 tháng sau mổ, thì quay lại để tiếp tục điều trị hóa xạ trị nếu như có chỉ định nha. Và bài ở đến đây là kết thúc. Các bạn nếu chưa hiểu, chưa thuộc thì làm ơn xem lại. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái chương tiếp theo. Goodbye.